Xin cảm ơn anh Nhân. Em ơi, xin cảm ơn. Hôm nay cuối tháng này thì cũng đúng là sinh nhật của Việt ạ, 30 tháng 8. Và hôm nay thì ngày 23 tháng 8, còn đúng 7 ngày nữa là sinh nhật. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn, chỉ biết nói là bây giờ Việt không còn nghĩ được nổi những gì trong đầu và nghĩ cái gì nói ra như mỗi lần biểu diễn hàng ngày nữa. Chỉ biết nói xin cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ những khúc cuối này ạ, một bài hát đã làm lên tên tuổi, đã đưa tất cả Việt đến gần với tất cả quý vị nhất, đi đến bất kỳ đâu ạ. Khi mà chỉ cần nhắc các Việt là từ bài hát này nhiều đôi cãi nhau, yêu nhau rồi quay lại với nhau. Nhiều bài hát này rất nhiều và Việt hạnh phúc. Quý vị biết hát bài gì rồi đấy ạ? Chỉ còn những phút giây cuối cùng này với nhau thôi ạ. Mọi người, chúng ta có thể nhiệt tình với nhau một cách hết mức có thể. Chúng ta cùng vỗ tay và cùng hát với nhau được không ạ? Để Việt trọn vẹn một cái niềm vui, một cái sự ấm áp này không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Nào ạ, xin mời mọi người cùng vỗ tay nhá. Bắt đầu nào. Em ơi, hình như chúng mình, chúng mình sao cùng hát lên được không ạ? Tại vì sao em hay nói đi, hay vì anh vô tâm nên... Xin mời tất cả diễn viên múa, tất cả các ca sĩ và tất cả mọi người ạ, cùng ra đây cùng hát vang cái bài hát này với Việt đúng không ạ? Xin cảm ơn. Xin mời anh Lê Hiếu ạ, Tuấn Hưng ạ, anh Tuấn Hưng. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết yêu có yêu nhau không. Việc chưa sao mà nói đi, giờ em đoán đường của ai xa hơn. Đời em tới khi thương đẹp nào không hề quay trở về. Em ơi, tình yêu chúng mình đã hết yêu nhau mất rồi. Có muốn vì sao em hay nói đi, hay vì em vương tâm hững hờ nên vô tình đánh mất hai ta. Rất khó để đến với nhau, đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau trọn đời, mình gieo duyên cho nhau niềm vui. Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Vì cho nhau hai lối đi, để xem quãng đường của ai xa hơn. Thế giờ em đến tất cả, điều rằng đâu điều sẽ quay trở về. Nếu có hai ta sẽ cùng mở lòng trái tim để cùng cho nhau yêu lại từ đầu. Để kết thúc được tình yêu này, xin cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay rất là nhiều với cái show điêu của Việt ạ. Xin chân thành cảm ơn và xin nói cảm ơn rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn một ngày gần nhất ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều có mặt ạ. Xin cảm ơn ạ. Chương trình bây giờ thì đến với bài cuối cùng kết thúc rồi ạ. Nhưng mà có vẻ như mọi người vẫn muốn lắng lại nghe tiếp sao, vẫn ngồi nghe tiếp bây giờ. Hết bài rồi đấy ạ.